xô dòng nội sống chân cuồng phong. Chúa cùng ở đó ngủ sâu lái con đò, sợ hãi môn đồ liền kêu cứu âu lo. Người bước tới truyền khiến cho biển khơi, trời im gió làm sóng to lặng yên. Nguyện xin Chúa đổ xuống thêm lòng tin tòa lan mây làm như áo cho mặt, phủ áng sương mù làm như yếm che thân. Người bước tới truyền khiến cho biển khơi, trời im gió truyền chỉ lối đình biên sóng đây rồi, đặt mốc ngăn tràn để con sóng tiêu tan. Người bước tới truyền khiến